này nó rất là hy hữu đó. Ngày xưa đó mình nghĩ đi, trong cái việc mà trời đánh đó, quý vị mình thấy rõ đó, là có ai mà chết mà bị là cái mã mà bị trời đánh ba lần mà nó văng lên không quý vị? Đó, cái đó là cái chuyện này nó có sự thật ở trong một cái cuộc đời của con người của mình mà tôi chứng minh là ở tại dàm cái hố đó nó có đó. Chuyện lạ mà có thiệt á. Dạ, nó có thiệt. Đem cái dầu không? Thì xin thưa toàn thể chư quý vị, là buổi đầu tiên đó thì có ông chú này đó, ngày xưa đó vào cái thời kỳ mà trước cái thời gian mà tiếp thu á, là qua một cái giai đoạn là năm 70 đó, thì ông này ổng làm một cái việc đó là cũng như là ổng nuôi gà nuôi vịt đồ này kia để ổng bán sanh sống hàng ngày đó quý vị, là ở tại cái dàn cái hố Kinh Đùng ngày xưa đó. Thì qua một cái thời gian đó là ổng sát giết đồ này kia là rất là nhiều nha. Ổng là làm ở tại chợ đó là Kinh Đùng đó, ổng bán là một ngày có thể là mấy chục con vịt con gà đó quý vị. Đó, thì hôm đó sao tự nhiên ông là trở nên đó là ông ngã bệnh. Ông ngã bệnh như vậy là qua cái giai đoạn đó là con của ông nó mới thế để mà nó lo, để mà nó làm tất cả. Mà thường thường á, mỗi một cái buổi chợ như vậy đó là từ mười mấy hai chục con gà con vịt xác giết bằng cỡ đó. Đầu tiên á, cái ngày đó là cái ngày đặc biệt nhất, là cái ngày mà ông nuôi cái bầy vịt ông lùa ra ngoài đồng đó, là cái lần đầu tiên ông thả ra ngoài đồng thì ông nổi lên một cái cơn mưa nha, vừa giông sấm sét đúng quý vị, là ở trong cái gạch gần gạch trong cái Kinh Đùng đó. Ông mới núp vào một cái bụi rừng đó, ông núp vào cái bụi rừng đó, cô bác mình thấy rõ ràng là khi ông vừa núp vô cái bụi rừng rồi thì có một cái lằn sét ông đánh vô một cái đó là ha, là ông văng cái mình ông ra ngoài ngoài cái cánh khỏi cái cây rừng đó khoảng chừng cỡ mười mấy thước như vậy đó, là mình mẩy ông chết tại chỗ và đen thui hết trơn quý vị. Là trong lúc đó là ổng đang vô để chuẩn bị là bắt những cái con gà con vịt của ổng nuôi đó, vậy tối lại đã là bắt đầu xác giết để mà ổng bán buôn cho bà con người ta trong cái buổi chợ đó. Thì khi mà nghe tiếng sấm sét nó nổi lên thì ở trong nhà mới túa ra chạy ra, thì thấy ở ngay chân cái cây rừng đó nó lên khói nguôi ngút như vậy đó nha. Thì con của ổng và ở hai bên đó, ta chạy vô thì ta thấy cái xác của ổng nằm ở đó mà nó nám mà trơn rồi bà con. Thì mới đem về đó, thì coi như là chôn cất này kia cũng làm là đám tang rồi này kia, chôn cất cô bác rồi cũng súng vô lo ma chay mai táng cho ổng một thời gian, rồi khuyên con ổng thôi đừng nên làm sát sanh hạ vật nữa đi đó. Thì quý vị mình thấy rõ là cái nghề của người ta, mà cái nghề sống của người ta nó chỉ có bao nhiêu đó, mà nếu mà mình khuyên lơn người ta thì hầu như người ta không có chịu. Người ta phải sống, cuộc sống người ta phải sống như vậy. Thì xin thưa toàn thể cô bác đó, ngày xưa đó cái mã của cái ông này đó chôn ổng ở trong cái cặp cái mé bờ kinh đó nghe quý vị. Mà lạ thay có một điều, cái mã này là cái mã đất mà coi như là sập sát bờ kinh như vậy nè, mà bà con mình coi đó, như vậy đó là cũng cỡ là trên dưới cũng cỡ 7-8 năm sau như vậy đó, là ổng xét một cái nữa ha, ổng đánh một cái nữa là nó bật cái ngôi mộ của ổng mà bằng đất đó, cũng như không khác nào cũng như là ai mà lấy cái cây mà nó xới văng cái nắp lăn văng cái núm mộ đất của ổng lên vậy đó, là ổng đánh một cái nữa đó ha, lật ngang là nó lật nghiêng qua một bên luôn là hai lần. Đó là một cái việc mà mình thấy trước mắt đó, là cái này là nó mới cái lạ cái cuộc đời của ông này. Nhưng mà cái gia đình của ổng đó ngày xưa đó, ổng cũng gây tạo những cái ác nghiệp đó, mà hôm nay ổng phải trả. Nhưng mà cái trả này nó không biết là nó đi như thế nào, mà ổng gây ngày xưa ổng gây cái gì mà ổng phải chịu cái nghiệp mà trời đánh như vậy. Đó thì xin thưa cùng bà con, qua cái giai đoạn đó thì bước qua khỏi cái thời gian mà tiếp thu trở về, thì con ông làm ăn khấm khá đó. Thấy vậy nó mới lấy cái cốt của cha mình trở về ngay trăng sau hè đó, để mà lo làm cái cuốn cái nền lên để mà bắt đầu làm một cái nhà mồ để cho cha mình nằm ở trong để cho nó yên ổn nghe quý vị. Nhưng mà không ngờ cái lần thứ ba này đó,
khi mà ông nổi một cái cơn mưa, cái cơn mưa lần thứ ba này ông đánh một cái một hay là nó nứt luôn cái mã, cái nền mà bê tông nó nứt từ ở bên đây, nó nứt dài qua ngang chân cái đầu mã của ổng và nó tét luôn một cái máy nhà mồ luôn, là cuối cùng là ba lần bị đánh như vậy đó. Đó bà con mình thấy rõ đó, là người nhiều người đã chứng kiến thấy rõ như vậy đó, là chính cái thời gian mà cái mã của ổng bị nứt đó là con ổng không có dám sửa nữa. Cho tới cái lúc mà tôi xuống tôi gặp, tôi chứng kiến thấy rõ đó là ba lần nứt như vậy đó bà con. Đó thì mình thấy không biết ba ông lần. Cái ba lần mà cái nghiệp của ông này không biết nó như thế nào mà phải trả bằng cỡ đó. Thì xin thưa bà con đó, đây là một cái mẫu chuyện mà có thể nói là coi như là từ xưa tới nay chưa thấy, chưa có thấy mà cái việc làm là như vậy. Bất quá người ta chỉ có một lần thôi, phải không? Hai lần là nhiều lắm. Hai lần, nhưng mà ông này bị ba lần. Thì mình xét thấy ở đây đó, ông này cái quả của ông rất là nặng nề. Thì hôm nay đó, những cái mẫu chuyện vừa qua đó, mình coi và xét ở trong cái nhân quả và cái hồi dương nhân quả này đó, ông này không gây tạo những cái ác nghiệp gì đây đó. Thì để cảnh báo cho thế gian biết đó, là tạo việc lành phải gặp lành, mà tạo việc dữ là phải việc dữ. Theo mình nhận xét rõ, ông này ngày xưa ổng cũng là sống cái cuộc sống của ổng là gây tạo những cái việc mà sát chiết ở trong đồng trong bái là không chịu, cũng như là những cái người mà người ta sống ở trong đồng mà bị trời đánh bằng cách là nuôi dịch đó. Đó thấy không, thì hôm nay đó những cái mẫu chuyện vừa qua cũng kể cho bà con mình biết như vậy đó. Đây là cái mẫu chuyện thứ tư, thì tôi cũng xin tạm dừng để cho bà con mình đó là nhận xét và coi theo đó mà mình có thể là tu sửa tâm tánh của mình. Và trong cái thời kỳ này đó, bà con phải gấp rút để mà trở về cái con đường chánh đạo mà thầy nói thả thiền từ bến giác nâng niu, kẻ hiểu đạo mau mau bước xuống. Việc trải qua thì như mây gió cuốn, nhìn cuộc đời ngày tháng thôi đưa, trời sáng ra kế lại thấy chưa, năm cũ đó rồi qua năm mới, 12 tháng mà còn mau tới thì tuần đời cũng chống đổi thay. Vậy thì trong bốn cái mẫu chuyện nhân quả hôm nay tôi cũng xin chấm dứt. Vậy thì cũng kính chúc toàn thể chung quý vị được mạnh lành trong cái buổi trò chuyện hôm nay. Xin kính chào toàn thể chung quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ chị xin thưa cùng mấy em, có nghĩa là ông này thì ngày xưa đó ổng sống cái nghề đó là ổng mua bán súc vật ở trong cái chợ đó, có nghĩa là một ngày có thể là ổng mới sát giết là ở tại chợ đó ổng làm có thể là mười mấy hai chục con vịt mua xanh bán có nghĩa là ổng làm ổng mua về ổng mới làm thịt ra ổng bán ổng cân lại cho người ta. Thì không biết là cái nhân quả này nó sẽ đưa tới ổng như thế nào, không hoặc là ổng làm những cái việc này rồi nó có những cái chuyện đó là mình cũng chưa có là khẳng định là ổng làm cái đó ổng bị. Nhưng mà ở trong cái cuộc đời của ổng là nó lạ, có một điều là ổng bị ba lần như vậy đó, là đánh bật lên, có nghĩa là cái lần cuối cùng là đánh tét cái núm mồ của ổng là nó nứt một đường luôn. À như vậy đó, nó nứt luôn một đường. Thì toàn thể dòng cô bác anh chị em mình đã biết đó là cái việc mà sát sanh này đó ha, là đó là một cái điều kiện là nó là đứng đầu nặng nhất ở trong các nghiệp, sát sanh là đứng đầu đó. Thành ra hôm nay đó toàn thể cô bác đó, bởi vì cha mẹ của mình, ông bà của mình đó ngày xưa nuôi mình cũng vậy nha. Thì ở trong cái mười điều ơn có nói là gì, nuôi con tạo việc chẳng lành hoặc là phạm tội sát sanh hoặc là đạo tặc kết thành nghiệp sau, khi nhắm mắt thì hồn vào địa ngục, chịu muôn phần câu thúc phạt răng, nghĩ thương cha mẹ vô ngần vì con mà phải trầm thân sáu đường. Thì đây là một cái nhân quả, biết đâu ông gieo nhiều cái nghiệp ác thì hôm nay ông sẽ trả lại một lượt như vậy đó quý vị. Là cái mẫu chuyện làm heo để mà qua một cái hai cái đời, có nghĩa là từ cha tới con, mà khi mà cha chết rồi đó quý vị sẽ đầu thai ngược lại thành một con heo mà về báo mộng cho con biết là phải bắt con heo đó về để nuôi đó. Mà khi con heo này đó mà đem về tới nhà rồi đó, mà ông cha phải báo gành cho biết là khi mà con đi lên tới ở trên đó đó, con phải biết là cái con heo này nó hình thể nó như thế nào. Thì cái mẫu chuyện đại ý như sau. Thì xin thưa cùng quý vị, cũng không có thời gian, nó cũng không có xa, thì có một cái gia đình của ông chú này đó,
thì hoàn toàn là ổng cũng sống một cái nghề mua sanh bán tử đó nha. Có nghĩa là mua sống rồi về xác giết để mà bán để mưu sinh ở trong cái cuộc sống nuôi con. Thì trong một cái thời gian kéo dài thì bà con mình nhớ đi, cái người mà làm tất cả những cái hàng heo, làm tất cả những cái hàng mà xác giết trâu bò để mà mua bán á, thì mình tính đi, mỗi một ngày như vậy đó thì bà con mình thấy là một ngày đó là một con, một ngày một con mà cứ cộng lên như vậy là suốt cái cả đời mấy chục năm đó, thì cái nghiệp quả này nó chất chồng lên cũng như là một cái núi vậy chứ không phải vừa đâu quý vị. Quá nặng. Nó nặng nề cỡ đó vậy đó. Thì trong một cái giai đoạn mà con người của mình đó tạo nghiệp không có lành rồi đó, nó gây cái hậu quả lớn lao. Cái đời của ổng đó xác giết rồi ổng mới dạy nghề cho con. Khi con ổng lớn lên đó, ổng mới chuyển lại cái nghề đó, con ổng cũng phải làm hàng heo để mà mưu sinh cuộc sống. Bởi vì trong tất cả các nghề chỉ có làm hàng heo là nó mau giàu nhất. Bởi vì mua sanh thì bán tử, mà mua sanh bán tử thì hiện tại bây giờ đó, nghĩ đi, ví dụ như bây giờ trong cái giai đoạn mà mua rẻ mà lại bán cái đắt giá, cái thịt nó có giá hơn đó, thì một ngày nọ đó thì ổng nuôi con, rồi trong cái lúc đó là mỗi ngày đó ổng tập cho con của ổng cầm dao để đâm heo, rồi cạo lông heo, rồi ra thịt. Có như vậy thì con của ổng từ nhỏ hấp thụ cái cuộc sống của ổng cho tới lớn đó. Như vậy thì bắt đầu gây ra ba đời, có nghĩa là từ ông già của ổng rồi tới ổng rồi tới bắt đầu mới chuyển lại cho con ổng đó. Thì nợ nần tông tổ tạo gây nên rồi đó, con cháu ngày nay phải báo đền. Như vậy thì cái sự xác giết này đó, nó đi tới mức độ đó là nói là cái linh hồn nó không biết bao nhiêu mà cho hết được. Bây giờ mình tính cho kỹ là trong một cái giai đoạn là ngày một buổi chợ ăn con, buổi chợ ăn con, quý vị mình tính hết trơn trong cái quãng đời của ổng và con ổng rồi tới cha ổng, coi cái nghiệp lực này nó chất lên cỡ ba lâu mới cho hết được. Biết nhiều con rồi đấy. Đúng rồi. Thì xin thưa cùng toàn thể bà con, thì vào một cái buổi chiều đó đó, thì ông này đó ổng mua một con heo ổng đem về. Ổng mua con heo đem về rồi thường thường nó có cái lồng tre đó, dụ con heo ổng đẩy vô trong đó rồi nó gài cái dây lại gánh về để chuẩn bị để mà khuya để mổ con heo đó. Thì cái sự xác giết này đó là hầu như đó là ông này ổng không có bỏ được, mà trở ngược là cái thằng con của ổng nó lại là hay hơn ổng nữa. Thường thường á, ổng đâm một cái mổ quá thì con heo có khi nó còn sống rồi còn dãy, còn ổng dạy cái nghề nghiệp cho con ổng á là lại nó còn hay hơn là nó đâm là ngay cái một ở ngay chỗ cái chỗ nghiệp của con heo là chết tại chỗ luôn, khỏi dậy. Là con hay hơn dạ. Con hay hơn. Thì qua một cái giai đoạn thời gian rồi ông già ông càng ngày ông mới lớn, ông mới già đi. Ông già đi rồi cái bắt đầu á, từ cái chỗ đó rồi ông mới truyền nghề lại cho hai vợ chồng của thằng Út là con ổng đó, nó học nghề. Nó học nghề như vậy á là cái con dâu của ổng đó, khi mà nó trở về gia đình đó đó, nó sanh cái thằng con á ở trong cái gia đình của cái ông mà làm heo đó, là cái quả bắt đầu nó mới gây ra nó trả nha. Quý vị mình thấy rõ đó, ngày xưa đó gây cái gì thì trả đấy. Sanh ra hai thằng con nó có hai cái đốm lông ở ngay chân chỗ này y gan như lông heo đây nè, hai bên bắp chuối nè. Hai thằng con giống hệt luôn hả? Giống hệt luôn. Mà nó cạo nó phá cỡ nào bây giờ nó cũng nổi lên cũng uy hiếp. Không hết à? Nó không hết. Tới chừng lớn lên cũng vậy luôn, rồi bắt đầu nó mới phủ, nó mặc quần dài đó, nó đi học rồi mặc quần dài vô thì biết là dở lên thì nó cũng như vậy. Hai cái chùm lông y gan như lông heo mà nó to vậy. Thì đó là một cái điều kiện đặc biệt báo cho biết trước là đó là cái nghiệp quả của ba đời của ổng rồi. Thì qua một cái giai đoạn đó, con của ổng đó, nó làm heo thì bắt đầu nó nuôi ổng. Lúc đó là ổng yếu rồi.
ổng yếu từ từ từ, ổng yếu ổng không có còn cái sức khỏe để ổng làm heo nữa. Thì ngày ngày dần dần đó thì ổng nằm, ổng ngã bệnh xuống, ổng nằm đó để con ổng nuôi thôi. Thằng Út ổng thì bắt đầu nó hành nghề. Thì qua cái đời con ổng là đời thứ ba. Thì một ngày nọ đó, ông này đó, ổng là cái chết của ổng là cái chết ổng ngày xưa người ta nói là bị thổ huyết chết. Là tự nhiên á, nằm đó rồi cho ăn uống buổi chiều xong rồi á, thì ổng học máu ra chết ở tại cái giường đó. Tại cái giường đó là coi như là máu huyết rồi nó ra đầm đề đó, la làng lên đó, thì bà con người ta lại chưa có kịp chở đi thì ổng đã chết rồi. Mà con mắt thì trợn trắng là gì đó. Thì cái người con của ổng đó nó thấy vậy đó, nó cũng là thờ coi cũng bình thường, cũng như cha già bệnh hoạn chết thôi, chứ không có nói nghĩ giờ cái việc nhân quả gì hết, mà cái người đã làm những cái việc đó mà trả rồi coi chưa biết á. Thì hiện tại bây giờ cái thứ nhất là nó cái nghiệp quả này nó báo cho biết trước là hai cái thằng con của nó đó là đâu, bắt đầu nó sanh ra là có hai cái chùm lông, một đứa thì ở trên cái đầu gối, còn một đứa thì nó nằm ở dưới cái bắp chuối rồi. Thì đây là một cái việc mà nó báo hiện cho mình biết, đó là cái nhân quả nó sẽ đưa tới. Và cộng thêm cái nữa đó, khi ông này ổng ngã bệnh xuống không có bao lâu là ổng bị thổ huyết, ổng chết là bằng cách là y như con heo mà mình đâm nó ra máu vậy đó. Thì vợ chồng của cái chú Út này đó mới lo mai táng, rồi tần tự thì cũng làm y vậy đó, mời bà con rồi cũng cúng kiến mời vậy đó. Nhưng mà qua 49 ngày, có nghĩa là 7 tuần thất, trong 7 tuần thất này vừa xong rồi, tối lại trong cái đêm đó đó, ổng về ổng báo mộng liền. Ổng về ổng báo mộng là con ơi, bây giờ con phải lên cái xóm trên đó đó, đúng 12 giờ khuya đó là cha lên đó đó. Mà con nên nhớ nghe, khi lên đó rồi đó là cái hiện tại á, cha nằm ở trong cái đàn heo đó là chủ nhà người ta đang cho uống sữa, là lúc đó là cha đang bệnh đó. Chứ không phải là ổng báo mộng mà ổng nói là con heo không đâu. Hiện tại là buổi chiều đó đó, chủ nhà cho biết đó là đi chích một mũi thuốc cho cha rồi đó, là cha nằm đó để cho uống sữa. Mà nhớ khi con lên đó con tìm ở trong cái con heo này đó, là nó có nguyên cái đường lông mã ở trên này đó, nó sựng lên đi cũng như là cái lông mã của con ngựa vậy đó, là cha đó. Thì cái thằng con Út của ổng là nó lên, nó mới nghe như vậy đó, là nó nghe cái báo mộng của ổng lần đầu tiên, ổng cũng không có tin, nó cũng không tin. Qua tới lần thứ hai, qua cái đêm thứ ba đó, nó thấy kỳ lạ quá, nó lên. Thì nó vừa lên tới chảnh thì nó thấy cái bầy heo y gan như vậy đó. Thì cái ông chủ nhà nó hỏi cái ông chủ nhà, hỏi gì chứ cái con heo nó nằm ở đó như vậy, bộ nó bệnh thôi, phải gì mà nó không có chịu lại ăn uống gì như các con heo khác. Thì cái thằng Út này nó nghi rồi. Ông chủ nhà ông mới nói con heo này bệnh mới chích thuốc hồi chiều, là y như cái lời báo mộng của ông già nó báo cho biết trước là ổng mới bệnh đó. Con phải đem con heo này về, bằng mọi giá là phải đem con heo này về để nuôi. Để nuôi làm sao mà cũng như là nuôi cha mình vậy đó. Thì hai vợ chồng mới nghe được rồi, và lên hỏi y gan cái nguyên nhân. Thì đúng vào cái lời của báo mộng của người cha của cái chú Út này đó. Như vậy thì hai vợ chồng này để bằng mọi giá phải mua cho được con heo này trở về. Đem con heo này trở về đó, thì lúc đó đấy ha, khi con heo này nó bệnh đó, ông chủ ông đồng ý đưa cho hai vợ chồng đem về rồi, thì con heo này nó với cái mức độ là đem về tới nhà rồi nó mừng đấy ha, đang bệnh sân sẵn, đang bệnh vậy nó đứng dậy sân sẵn vậy, là ăn uống đầy đủ luôn, muốn cái gì là ăn, đưa cái gì nó cũng ăn hết trơn, là cũng như không khác nào về nhà mình, là cái linh hồn của ổng đã đầu thai lên con heo. Cái báo mộng vậy đó. Nhưng cuối cùng rồi đó, người ta nói như vậy thì ta đồn đãi lên đó, cha mình như vậy rồi chết rồi như vậy rồi, khi đầu thai lên con heo không lẽ đem về mình nuôi hoài thì cha mình nó cái kiếp của con người của cha của mình làm sao mà đi đầu thai được. Hai vợ chồng mới là suy nghĩ, mới lên ở trên chùa cho nó mời ông sư xuống,
mời ông sư xuống, ông sư ông mới biết được đó là cái nghiệp quả của cha mình đầu thai lại đây để trả cái quả này đó. Bây giờ nếu hai vợ chồng con mà quay đầu hướng thiện, lo bỏ nghề mà làm heo này đó, và muốn cho cha con đi đầu thai cho sớm đó, thì con phải làm một cái cách này cha con mới đi đầu thai được. Hai chồng nó hỏi gì chứ cách gì mà sư ông cho con biết. Con đem con heo này đi thẳng vô cái bìa rừng ở trong á, thả vô trong. Mà con heo này nó còn nhỏ, nó chưa có lớn, nó chưa có mạnh dạng, thả vô trong đi. Rồi con tự đọc cái bài chú là cầu giảng sanh cho con heo này, rồi tự động chó mèo các con chó dữ đó nó lại nó giật con heo này chết, thì cái linh hồn của cha con mới đi đầu thai được. Thì cuối cùng rồi á thì hai vợ chồng cũng thấy vậy cũng tội nghiệp, bởi vì cái linh hồn của cha mình đã vào cái kiếp của con heo rồi mà đem vô cho chết như vậy đó, không đành hết. Thì không đành. Như vậy thì ông sư ông nói nếu không làm vậy thì cái kiếp heo này đó là mãi mãi ở đây hoài. Cuối cùng rồi thì hai người phải đành chịu. Đem lên thì thả, vừa thả vô thì ở trong kia ba bốn con chó nó ra, nó giật một cái, một là máu me linh láng ở trên, rồi là bỏ cái kiếp con heo hai chồng trở về nhà, là bỏ nghề lo tu hiền luôn, giải nghệ cái nghề heo luôn đó. Thì ở đây đó, cái mẫu chuyện mà sát giết như vậy đó, nó có những cái việc mà nó báo mộng cho biết trước, và cái nhân quả nó sẽ kéo dài từ đời cha tới đời con, phải không? Cái luật nhân quả này nó rất là cao diễn. Thì hôm nay những cái mẫu chuyện này kể qua cho bà con biết đó, thì đây là một cái mẫu chuyện mà đặc biệt ở trong cái cuộc đời này. Nếu ai mà nghe được và là hành được những cái việc làm của mình đó, nghề nghiệp của mình đó, nó quá sức như vậy đó, nó hút trong cái cuộc đời, cái kiếp của con người, thì mình nên dừng lại, đừng nên làm, đừng nên sát hại nữa. Thì xin thưa toàn thể cho quý vị, cái mẫu chuyện nhân quả này nó đã hết, đến đây nó đã chấm dứt. Thì xin chào toàn thể cho quý vị. Sống cái nghề bắt hến, cào hến nghe quý vị, thì để nuôi sống gia đình. Thì kính thưa quý vị, ở trong cái việc mà nuôi con nuôi cháu trong cái cuộc sống của chúng ta hôm nay đó, thì trong 10 điều ơn có nhắc rõ là vì nuôi con tạo việc chẳng lành, hoặc là phạm tội sát sanh, hoặc là đạo tặc kết thành nghiệp sau, khi bỏ xác thì hồn vào địa ngục, chịu muôn phần câu thúc phạt răng, nghĩ thương cha mẹ vô ngần, vì con mà phải trầm thăng sáu đường. Thì quý vị nhớ là trong cái việc mà nuôi con đó, bất kể là cái việc mà sát sanh, trộm cướp đó quý vị, thì xin thưa cùng toàn thể bà con mình, cái mẫu chuyện mà cái cô này cổ hành cái nghề đi bắt hến và bắt ốc đó quý vị, thì ở trong một cái vùng Đồng Tháp của mình đó, chứ không ở đâu mà xa lạ hết. Thì kính thưa quý vị, vào một cái năm mà 1975-1976, thì lúc bấy giờ cô này cổ ở trong một cái bờ, ở trong cái bờ kinh đó, mà ngày xưa đó bờ kinh mới đào lên đó. Thì thường ngày á, sanh tiền á, cô đi bắt hến ở trong cái cồn, ở dưới cái cồn đó cô bữa nào buổi sáng á, cô cũng đi xuống cổ mò hến mò ốc để về để mà luộc cái gì. Thì cô thấy cái điều kiện á, là cái cuộc sống của cô hàng ngày đó là sống mà nuôi con nuôi cháu, rồi lớp mấy đứa nhỏ đi học rồi này kia, cô phải hành cái nghề sát sanh. Thì mỗi một buổi sáng như vậy đó, cô trầm mình ở xuống dưới nước đó quý vị, là cô, cái tay của cô đó, cô quào cô móc, mà ngày xưa không có phải là lấy gỗ lấy gì xúc hết trơn, lấy cái tay mà móc vô cái mấy cái lỗ mà hến nó nằm ở dưới đó, rồi cô móc cô bỏ vô thau, bỏ vô thau một ngày đó đầy thau, cô lên cô luộc rồi cô mới đội cô đi bán. Thì năm này tới tháng kia mà có ông chú khích một bên đó, ổng cũng biết về vấn đề cái sự là nhân quả, cái đạo đức, thì ông mới là khuyên cô thôi đi cô á, là đừng có sát sanh, đừng có giết chóc, mỗi con hến cũng là một cái linh hồn mà cô giết như vậy đó, biết bao nhiêu cái linh hồn mà cô hại á, chúng sanh ở trong cái thời kỳ này, thôi đi
cô có thiếu tiền, thiếu gạo gì qua đây tôi cho mượn và tôi cho gạo cho cô ăn. Như vậy thì ngày này qua tháng nọ, cô không có chịu mà cô nói thôi tôi làm thì tôi ăn. Đó, quý vị mình thấy rõ đó, là trong cái thời điểm mà cô còn mạnh dạn đó nha, cô đi móc một lần như vậy là cả thao về rồi luộc. Nội cái là sát sanh mỗi một cái con vật mà cô luộc mà nó hả họng ra đó, rồi cô mới móc cái ruột ra, cô sàng ra rồi đem ra mới đem bán cho bà con cân theo cân lượng cô bán như vậy lấy tiền về để mà nuôi gia đình. Thì ở đây đó, mỗi một ngày mình tính cộng lại coi, nội một ngày mà mình ăn một con cá thôi là một năm 365 ngày mà mình sát giết 365 con vật, còn huống chi cô á, một ngày đó cô giết là đầy một thao cái sanh mạng như vậy. Thử hỏi như cái sanh mạng này nó sẽ trả tới mức độ nào quý vị? Đó, nó không thể nào trả hết. Thì hôm nay đó, cái sanh mạng của tất cả các cái loài hến này đó, mặc dầu tuy vậy chứ nó cũng có linh hồn. Mà thầy nói rõ cho mình biết đó, cỏ cây cùng điểu thú chim muông, nhân giới vật quần lai bổn tánh, tất cả các cây cỏ cũng đều có cái linh hồn. Các con vật đó là nõn xanh, thấp xanh, quá thấp xanh đều cũng có linh hồn. Thì hôm nay cô quá thế, cô giết sát hại những cái mạng người đó là nó vô cớ. Đó, thì ở đây đó, năm này tới năm kia thì cô cứ càng ngày càng giết sát để mà cho nuôi con, cho đến ngày mà ăn học tới lớp 10, lớp 11 hết trơn đó quý vị. Mà cô hy sinh cả cuộc đời của cô, cho đến năm mà con của cô lớn lên rồi mà nó thành đạt được rồi, cô ngã bệnh. Một ngày nọ đó, cô đi xuống dưới cái cồn ở dưới, ở trên trên cái nhà cô một đổi nó có cái cồn nổi lên đó, cô xuống dưới cô mò hến đó. Thì tự nhiên về là bắt đầu cô ngã bệnh, là cô bị cảm sơ sài vậy thôi. Thì cô cảm sơ sài vậy thì cũng mua thuốc men đồ uống vậy đó. Nhưng lạ thay có một điều đó, ngày xưa thì uống cảm một cái thì hết rồi, còn bây giờ đó cảm lại uống vô chừng nào lại mình mẩy nó nổi hột đỏ chừng nấy. Mà nổi tới đâu á thì nước nó chảy tới đâu thì nó lở tới nấy. Đó, như vậy thì cô á là nằm cô chịu ha, rồi sức thuốc rồi chỗ này chỗ kia các ông thầy bà đồ này kia đi á là hoàn toàn á là thầy này thầy kia cũng không hết. Cuối cùng cô về nhà cô nằm cô chịu, thì có một người con gái á là con của cô về để nuôi đó. Như vậy á thì trong cái lúc mà cái bệnh mà của cô mà nó ngứa lên rồi đấy ha, thì quý vị mình thấy rõ đó, những cái dấu đỏ này đó là cô cầm cái tay vậy nè, cô móc tới đâu đó cô nói vậy nè, tiếp tôi bà con ơi, nó cắn tôi. Đó, như vậy thì liên tục cho ngày này tới tháng kia đó, cô cứ bị hành xác hoài như vậy đó, rồi gốt gáo rồi đó ha, là nó lỡ cho đến từ ở trên mặt, trên lưng rồi dài xuống mình mẩy là thinh thưa quý vị đó, là bà nằm, cô nằm đó là không thể nào mặc đồ vô được luôn. Mà cái miệng á thì nước miếng nó sôi ra ọt ọt lên, cũng như y gan, cũng như là mình luộc cái con ốc và con hến mà nó bị hả họng nó sôi lên đó quý vị. Thì bà con mình thấy rõ đó, khi mình luộc cái con hến và con ốc đó thì cái nước nó sôi lên đó, thì nó hả cái họng ra để mà nó tuột cái thịt nó ra đó quý vị. Thì qua đến cái giai đoạn mà cô hành cái hành nghề của cô đó liên tục như vậy đó, là nuôi con cho đến cái ngày mười mấy năm mà nó thành tài rồi á, thì cái việc trả quả cho của cô đó là nó đi tới mức độ là ba năm, qua tới năm thứ tư là nước vàng nó chảy là chịu hết nổi, là cô toàn là cô móc mà cô ghen vậy thôi. Cô nói là bớ bà con ơi, nó cắn tôi, tiếp tôi. Như vậy thì cho đến cái năm thứ tư đó, là trong cái lúc cô chết đó, là cô nằm đó, tay thì cô vẫn chụp vô trong cái mình, mà cái miệng hả ra nước miếng nó sôi trào ra y gan, cũng như là luộc con hến vậy quý vị. Thì đây là cái mẫu chuyện nhân quả, tuy là nó vậy cho nó ngắn, nhưng mà nó đầy đủ cái ý nghĩa để cho bà con mình nhận thức rõ là
cái loài vật và loài người nó cũng tương đối với nhau, linh hồn nó cũng vậy. Thì bà con mình á, mặc dầu cái việc mà ăn uống ở đây đó không phải là nói là mình không ăn, mà nếu mà bà con có dừng chân, mà có nghĩa là bớt được cái sát sanh thì nó bớt đi một cái nghiệp. Mà mình hành cái nghề gì đó, có thể là mình sát hại cái loài vật á, nó nhẹ một chút hoặc là nó ít một chút, thì cái nghiệp của chúng ta nó sẽ bớt đi đó. Thì cũng cầu mong cho bà con, khi mà chúng ta mà có làm những cái việc gì đó phải chánh nghiệp, có nghĩa là mình làm việc gì ở trên thế gian này nó rất là nhiều cái nghề, thấy không? Thì để cho có những cái nghề mà có thể là tránh đi những cái việc sát sanh đó, thì hoàn toàn đó linh hồn mình sẽ được nhẹ nhàng. Mà mình tránh đi một cái nghiệp đó, thì mỗi một cái nghiệp đó, đó nó sẽ rơi đi, và cái phước báo mình nó sẽ có. Thì nhờ đó mà Đức Phật mới là hộ chúc giúp cho mình được về cái cảnh giới an lành của Đức Phật, và giải thoát cái kiếp địa ngục, và ở tại thế gian của mình sẽ giảm đi cái quả và cái nghiệp của chúng sanh ở trả ở tại thế gian. Thì cái mẫu chuyện thứ hai ở đây đó, thì tôi xin kể thêm cái mẫu chuyện đặc biệt nữa cho bà con mình.